Nói là một trong bốn kỹ năng của bài thi IELTS. Có nhiều bạn khi đi thi nhận xét rằng nó chính là kỹ năng khó nhất. Tuy nhiên, nếu biết cách luyện tập, các bạn vẫn có thể hoàn thành bài thi với điểm số như mong đợi. Trong video lần này, chúng ta sẽ cùng đến với một trong bốn tiêu chí chấm điểm của bài thi nói, đó chính là phát âm. Vậy làm thế nào để luyện tập phát âm? Cũng giống như trong tiếng Việt, có giọng miền Bắc, giọng miền Nam và giọng miền Trung vân vân. Trong tiếng Anh cũng có khá nhiều loại giọng, và trong đó phổ biến nhất phải kể đến là giọng Anh và giọng Anh Mỹ. Giọng Anh và giọng Anh Mỹ có những đặc điểm hoàn toàn khác nhau. Tomato. Tomato. Sort of. Sort of. Aluminum. Aluminium. Status. Status. Zebra. Zebra. Việc bắt chước thành công một giọng nào đó sẽ giúp các bạn gây ấn tượng được với giám khảo. Để làm được điều này, các bạn hãy chọn cho mình một giọng mà các bạn cảm thấy hứng thú hoặc cảm thấy dễ bắt chước nhất, từ đó bắt đầu luyện tập. Vậy bây giờ, nói ăn ăn. Hay là anh Mỹ nhỉ? Có nhiều bạn cho rằng việc học bảng mẫu tự phiên âm quốc tế là không cần thiết. Tuy nhiên, nếu các bạn nắm được cách phát âm của từng âm đơn lẻ, khi gặp từ mới, các bạn có thể mở từ điển và chủ động học cách phát âm của từ mà chưa cần nhờ đến sự giúp đỡ của giáo viên. E, read, I, sit, a, book, u, to, ear, hear, a, day. I brought my teeth. I brought my teeth. I brought my teeth. No, no. I brush my teeth. Một khi các bạn phát âm sai một từ sẽ rất khó để có thể sửa lại, hoặc nếu sửa lại cũng mất rất nhiều thời gian. Chính vì vậy, việc phát âm đúng một từ ngay từ lần đầu tiên là vô cùng quan trọng. Khi luyện tập, các bạn có thể tham khảo bản mềm cũng như bản online của một số cuốn từ điển uy tín. Tuy nhiên, các bạn vẫn nên cài trực tiếp bản mềm vào máy tính để tránh phụ thuộc vào Internet. YouTube chính là một người thầy tuyệt vời giúp các bạn học phát âm. Vậy tại sao các bạn không khai thác nguồn thông tin dồi dào này? Every year on May 5, we celebrate Children's Day in Japan, and this is a national holiday, so people don't go to work. I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. 'Cause after all the partying and smashing and crashing and all the glitz and the glam and the fashion. Vậy làm thế nào để luyện tập? Đầu tiên, chọn một video hoặc một bài nghe của người bản xứ. Thứ hai, bắt chước và ghi âm lại. Thứ ba, đối chiếu với file gốc để tìm ra những lỗi về phát âm của bản thân, từ đó chỉnh sửa. Và các bạn hãy nhớ dành 30 phút mỗi ngày để luyện tập phát âm. Không có con đường nào khác giúp các bạn cải thiện phát âm ngoài luyện tập. Duy trì thói quen phát âm, sau một thời gian chắc chắn các bạn sẽ thấy khả năng phát âm của mình tiến bộ rõ rệt. Vậy, để phát âm tốt, các bạn cần chú ý: 1. Chọn giọng phù hợp. 2. Học bảng mẫu tự phiên âm quốc tế. 3. Học cách phát âm của từ ngay khi học từ mới. Và 4. Luyện tập hàng ngày. Hy vọng các chia sẻ trên sẽ giúp các bạn phần nào cải thiện về cách phát âm của mình. Chúc các bạn thành công!